chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 25 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, 24 giờ qua, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, trưa chiều hửng nắng. Khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa và mưa rào rải rác, các khu vực khác có mưa rào ở vài nơi. Hiện nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, thời tiết các khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa ở vài nơi. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa này với hoạt động của đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, mưa ít và nhiệt độ còn giảm nhẹ. Từ ngày 27 thì áp cao lạnh lục địa sẽ di chuyển dần ra phía Đông. Ngay sau đây xin mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai như sau. Tại các tỉnh Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ và cao nhất là khoảng 18 đến 21 độ, có nơi từ 22 đến 24 độ, với độ ẩm từ 70 đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 9 đến 11 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 17 đến 20 độ với độ ẩm từ 60 đến 70%. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Chăn nuôi cho thấy, chăn nuôi được coi là một bộ phận quan trọng trong hệ thống nông nghiệp, không những mang lại nguồn thu lớn cho người nông dân mà còn góp phần to lớn vào thâm canh cây trồng cho khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Hiện nay, các tỉnh miền Bắc lại đang trong giai đoạn mùa đông với nhiều đợt rét đậm rét hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi. Chính vì vậy, vừa qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức diễn đàn Khuyến nông và Nông nghiệp với chủ đề Một số biện pháp phòng chống rét cho gia súc các tỉnh miền núi phía Bắc. Trên cơ sở các ý kiến của địa phương, ngoài các biện pháp áp dụng để phòng chống rét cho trâu bò, diễn đàn đã thông qua nhóm các giải pháp mang tính quy hoạch, chiến lược để phát triển chăn nuôi gia súc. Chuyển sang khu vực đồng bằng sông Hồng, tại đây nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ và cao nhất là khoảng 17 đến 20 độ, với độ ẩm trong không khí từ 60 đến 70%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ và cao nhất là khoảng 19 đến 22 độ, phía nam có nơi từ 23 đến 25 độ với độ ẩm từ 60 đến 70%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào ở vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, phía nam có nơi từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 25 đến 28 độ, phía nam từ 29 đến 32 độ với độ ẩm từ 60 đến 80%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa với gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và cao nhất là khoảng 26 đến 29 độ với độ ẩm từ 60 đến 70%. Thưa quý vị, trong tuần này tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân sẽ tiếp tục gây hại trên lúa thu đông giai đoạn trổ chín. Bệnh đạo ôn lá bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu nan cũng phát sinh hại cục bộ trên lúa đông xuân sớm giai đoạn mẹ đẻ nhánh. Đồng thời thì chuột hại cục bộ giống gieo lúa đông xuân và ốc bươu vàng hạt rải rác trên lúa đông xuân giai đoạn mạ. Do vậy mà bà con cần thường xuyên kiểm tra tình hình phát triển của sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ dịch bệnh cũng như sâu bệnh gây hại một cách hợp lý và hiệu quả. Tại khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào ở vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là 30 đến 33 độ với độ ẩm từ 50 đến 60%. Thưa quý vị, từ giai đoạn hiện nay cho đến tuần tới, tại khu vực Nam Bộ, dày nâu đang phát triển phổ biến ở tuổi năm đến trưởng thành, đồng thời di trú ở những địa phương có lúa thu đông mùa. Đối với lúa đông xuân đã xuống giống, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của dày di trú trên ruộng và có biện pháp che chắn nước kịp thời đối với lúa dưới 20 ngày sau xạ. Bên cạnh đó, bà con nên tiếp tục xuống giống vụ đông xuân 2012-2013. Theo dự báo thì đợt dày di trú, kết quả giám định dày mang mầm bệnh và trong khung lịch khuyến cáo của Cục Trồng trọt để đảm bảo xuống giống tập trung, đồng loạt, né dày nhằm hạn chế dày nâu truyền virus gây bệnh vàng lùn hay lùn xoắn lá. Không chỉ dày nâu mà bệnh đạo ôn vẫn đang tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng, trên lúa giai đoạn đẻ nhánh hay đồng chỗ, nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, xạ dày, bón nhiều phân đạm. Do vậy mà bà con cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh sớm, khi phun thuốc nên đảm bảo nguyên tắc 4 đúng và luôn giữ đủ nước trong ruộng. Ngoài các đối tượng nêu trên thì bà con nông dân trên khu vực cũng cần lưu ý đến ốc bươu vàng trên lúa ở giai đoạn mà đặc biệt ở những cánh đồng trũng không tiêu thoát nước, dễ bị chúng tấn công và gây hại nặng. Bệnh bạc lá vi khuẩn và lem lép hạt giai đoạn đồng chỗ chín.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của chúng tôi.